Sau khi hiểu lầm Niệm Bằng thì hai cha con nhà Thuyết Cực đã mang quà tới công hội ma pháp sư để tạ lỗi với hắn. Mục đích khác là muốn nhờ Long Trì giúp thuyết phục hắn về làm đầu bếp ở Thanh Phong Trại. Long Trì dẫn hai cha con Thuyết Cực tới gặp Niệm Bằng. Thuyết Cực tự thừa nhận, lão vốn dĩ tự cho rằng mình có khả năng nhìn người, vậy nhưng lại không phát hiện ra hắn là truyền nhân của quỷ chủ. Còn để cho hắn đi chặt củi nữa, thật là hổ thẹn mà. Tuyết Tĩnh đưa cho một chiếc hộp, đây chỉ là một chút quả mọn, hy vọng Niệm Bằng có thể cho thành bằng hữu của Thanh Phong Trại. Thứ bên trong chiếc hộp đó chính là vật tổ truyền của Tuyết Sa. Loại hộp này được dùng chỉ để chế tác, nguyên dụng cất giữ những ma pháp cực kỳ quý giá, đề phòng khí tức thoát ra ngoài. Tuyết Tĩnh mở chiếc hộp ra, bên trong là một thanh đao bằng phong ngâm thạch. Truyền thuyết kể rằng đây là bảo thạch được ngưng tụ từ pháp lực cường đại. Nếu như ai có được pháp tượng được chế tác từ phong ngâm thạch, thì nói không chừng trong vòng 20 năm có thể cho thành thần giáng sư. Thanh đao này có tên là Hạo Thiền, nhẹ nhàng ngân nga như làn gió, được chế tác từ phong thanh kim, có thể kết hợp được với phong ngâm thạch. Càng quan trọng hơn là nó còn là linh hồn, cho dù không phải ma pháp sư hệ phong thì cũng có thể dẫn động nguyên tố phong được hàm chứa trong thanh đao để hình thành phong nhận. Tuyết Cực trao thanh đao này cho Niệm Bằng, mục đích là muốn hắn sử dụng nó như giao thai chứ không phải là một cây pháp trượng. Niệm Bằng cầm thanh đao lên sử dụng thử thì thấy nguyên tố hỏa và nguyên tố băng trong cơ thể không hề bài xích với nguyên tố phong, mà thậm chí nó còn xoay tròn nhanh hơn nữa. 36 đao ban đầu không ngờ có thể biến thành 49 đao. Hắn vốn cho rằng tốc độ phun đao của mình đã đạt tới cực hạn, không ngờ rằng Hạo Thiên đao lại có thể khiến hắn đột phá được tốc độ vốn có. Tuy nhiên, Niệm Bằng lại từ chối nhận thanh đao này vì nó quá chân quý, giá trị càng không thể định lượng được. Thấy đối phương e ngại, nên Tuyết Cực đã ngỏ ý bán thanh đao cho hắn với giá 10 vạn tử kim tệ. Ngoài ra hắn còn phải đến Thanh Phong Trại làm đầu bếp chính trong vòng 1 tháng. Nếu như không có được nhiều tiền như vậy thì cũng có thể ở Thanh Phong Trại làm đầu bếp chính trong vòng 5 năm. Đến lúc đó, Ngạo Thiên đao vẫn thuộc về hắn. Niệm Bằng đồng ý nhận thanh đao này, vậy nhưng hắn sẽ trả 10 vạn tử kim tệ và đến Phong Trại làm đầu bếp chính trong 1 tháng. Điều này làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ, bọn họ không biết hắn sẽ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Niệm Bằng cho biết mình sẽ cung cấp vật phẩm có cùng giá trị ra trao đổi. Hắn lấy ra cuốn ma pháp cấp 6 do mình tự tạo ra, 10 cuốn này có giá trị ngang với 2 cuốn ma pháp cấp 11. Tuyết Cực vẫn có vẻ chưa tin lắm, Tuyết Sa tu luyện võ kỹ nên dù có cuốn ma pháp mạnh hơn đi chăng nữa thì đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Thế vậy, Niệm Bằng liền yêu cầu Tuyết Tĩnh hãy sử dụng quyền trục để đấu với mình. Chưa đợi cho nàng ta kịp chuẩn bị, hắn đã xuất ra một chiêu băng đào cực mạnh lao về phía Tuyết Tĩnh. Nàng bị bất ngờ nên vội vàng ném cuộn đào ma pháp ra đỡ đòn. Uy lực cuộn ma pháp dễ dàng phá tan chiêu thức của Niệm Bằng khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Hắn cho biết cuộn ma pháp mà mình tạo ra ai cũng đều sử dụng được, cho dù đó chỉ là một đứa bé hiểu chuyện cũng có thể phát huy được uy lực của nó. Điều này cũng đã đủ khiến giá trị của quyền trục tăng lên gấp đôi rồi. Tuyết Tĩnh xuất quyền trục thứ hai triệu hồi một tấm khiên đỡ đòn. Những mảnh vụn của băng trướng lại ngưng tụ thành băng chùy rồi quay ngược lại tấn công Niệm Bằng. Hắn tạo ra một lớp khiên băng phòng thủ rồi tiến tới nói chuyện với Tuyết Cực. Cuốn ma pháp này có thể nhẹ nhàng phóng thích ra ma pháp cấp 6. Khi gặp nguy hiểm thì cho dù đối phương có thể cản được đòn tấn công thứ nhất thì cũng sẽ bị đòn tấn công thứ hai đánh cho trở tay không kịp. Tuy rằng Ngạo Thiên đao rất đáng chân quý, vậy nhưng đối với hắn, sự tự do còn đáng chân quý hơn. Sư phụ đã từng nói với hắn rằng 10 năm luyện chủ, 10 năm ngộ chủ. Hắn muốn đi du lịch khắp đại lục để rèn luyện kỹ năng nấu nướng. Hơn nữa, trên thân hắn còn có mối thù của cha mẹ, không thể ở yên một chỗ được. Sau khi nhìn thấy sự kiên quyết của Niệm Bằng thì Tuyết Cực cũng đồng ý với lời đề nghị và sẵn sàng trao đổi với nhau. Tuyết Cực quyết định rằng sau khi hắn chế tạo cuộn ma pháp xong thì hãy trực tiếp đưa nó cho Tuyết Tĩnh. Sau này 10 cuộn ma pháp đó sẽ làm quà hồi môn cho nàng. Nói xong liền trao Ngạo Thiên đao cho Niệm Bằng rồi sau đó rời đi. Qua ngày hôm sau, giá đồ ăn tại Thanh Phong Trại đột nhiên tăng mạnh. Điều này làm cho hai vị thực khách vô cùng tức giận. Ngày hôm qua món Phật nhảy tường chỉ có 3 đồng tiền vàng, vậy nhưng hôm nay bán tới 30 đồng. Cần phải có lời giải thích. Đang tranh cãi gay gắt thì Tuyết Cực dẫn Niệm Bằng ra giới thiệu với hai người. Đây chính là đầu bếp mới. Món này do hắn làm chắc chắn còn tuyệt vời hơn cái giá này. 30 đồng vàng đã là ưu đãi với khách quen quá rồi. Nếu không hài lòng với món ăn ở chỗ này thì không cần phải trả tiền. Niệm Bằng vừa bưng ra đã khiến hai vị khách quen khen lấy khen để. Mùi hương cực thơm tỏa ra xung quanh. Vốn dĩ món Phật nhảy tường phải hầm trong bề 7-49 giờ, vậy nhưng Niệm Bằng chỉ mất có 2 phút đã hoàn thành xong. Chỉ người thôi đã biết chắc chắn là nó rất ngon rồi. Khi ăn vào miệng thì còn ngon hơn nữa. Nước dùng đậm đà như sóng biển, con sóng này nối tiếp con sóng kia, đánh mạnh vào vị giác. Hải sản tươi và nấm lớn bổ trợ cho nhau, hương vị của mỗi loại nguyên liệu không ngừng thẩm thấu hòa trộn. Quả thực là tươi ngon đến cùng cực, ngon mềm mà trơn,
đậm đà sen cay, cay mặn mà không ngấy. Trong vị lại càng có vị, họ chưa từng ăn qua món nào ngon như thế này. Sau khi chén sạch bát thì hai vị khách này quyết định bỏ thêm 300 đồng tiền vàng gọi thêm 10 phần nữa. Vậy nhưng Tuyết Cực lại cho biết, món ăn của đầu bếp mới ở đây chỉ phục vụ giới hạn mỗi ngày một lần, nếu muốn ăn nữa thì ngày mai lại tới. Tờ mờ sáng hôm sau, Tuyết Tĩnh vừa mới thức dậy thì đã bị bất ngờ, bên ngoài tiệm có cả tá người đang xếp hàng trực chờ. Ai ai cũng bàn tán xôn xao, đầu bếp mới ở Thanh Phong Trại nấu ăn ngon tới nỗi, nằm mờ ngủ chảy cả nước miếng. Từ lúc Niệm Băng nổi lên thì Đại Thành Hiền lại không có một bóng người nào tiến vào trong quán. Cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn Đại Thành Hiền sẽ không còn chỗ đứng. Biết được ở Thanh Phong Trại có đầu bếp trẻ tuổi cực kỳ tài giỏi, cho dù Tuyết Cực còn nâng giá lên gấp mấy lần đi chăng nữa thì ngày nào cũng tấp nập người tới xếp hàng. Tên đầu bếp chính Đại Thành Hiền tự tin ra ngoài và cho biết cả cái đế quốc Băng Nguyệt Thành này, thậm chí là truyền nhân của chủ Trung Tiên là Minh Nguyên cũng bại dưới tay hắn, nên Liệu Tam không cần phải lo lắng. Tiếng lành đồn xa, bá tước Lạc Hầu cũng đến đây để thưởng thức. Đang vui vẻ thì thành chủ và Liệu Nhị cũng ghé qua, mục đích đương nhiên là không có ý tốt rồi. Liệu Nhị muốn bếp chính Liêu Phong và Niệm Băng so tài một phen. Nếu đã là tỷ thí thì không thể thiếu phần thưởng được. Yêu cầu của Liệu Nhị là nếu như Niệm Băng thua thì Thanh Phong Trại phải gộp chung với Đại Thành Hiền làm một. Gã lấy ra một món bảo vật để cá cược. Bên trong đó chính là Quang Minh Nguyên Tố Ma Pháp, bảo thạch đỉnh cấp hệ ánh sáng. Viên châu có tên là Thánh Diệu, hoàn toàn trong nguyên tố ánh sáng ngưng tụ mà thành. Cả đại lục này chỉ có duy nhất một viên. Đây chính là thứ không thể thiếu để chế tạo ma pháp trận cao cấp, và nó chính là bảo vật mà bất cứ ma pháp sư nào cũng nằm mơ muốn có được. Vậy nhưng cho dù Liệu Nhị có đem bảo vật ra để đánh đổi, thì Tuyết Cực cũng không chịu đồng ý cuộc tỷ thí này, vì Thanh Phong Trại là tâm huyết cả đời của ông. Thấy tên kia cứ lấn áp phụ thân của mình, nên Tuyết Tĩnh điên máu lao tới tấn công, cả hai lao vào cho nhau kịch liệt. Tuy nhiên, thực lực của Liệu Nhị lại đâu giống như Liệu Tam. Chỉ sau một lúc, gã ta đánh bay Tuyết Tĩnh ra xa. Tuyết Tĩnh đánh xuất cuốn ma pháp, những mũi tên băng xuất hiện phi nhanh như tên lửa tấn công Liệu Nhị. Sơn gã vào thế khó, chẳng may chúng chiêu thì chắc chắn sẽ ăn hành ngập mồm. Nhân lúc nàng ta không chú ý, gã ta liền giở chiêu đánh lén, âm thầm triệu hồi ra khí độc tấn công. Cũng may là Tuyết Cực kịp thời xuất hiện đón đỡ. Ông vô cùng tức giận vì hành động vô sỉ này, định tẩn cho Liệu Nhị một trận, vậy nhưng lại bị thành chủ cản lại. Liệu Nhị lấy cớ Tuyết Tĩnh đã tấn công mình nên hắn quyết định vụ cá cược này chính thức được xác lập. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, đón xem tập sau để biết rõ hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!